Hello anh em mình lại nghe test đoạn nhé. Em test để gửi hàng cho khách củ JBL kết hợp với họng Yamaha nhé, họng gang anh em nhé. Họng là ngang 40, màu đen. Họng zin của nó là màu bạc anh em nhé. Cái này tại vì phải sơn đen lên chứ để màu bạc nó hơi kỳ. À, anh em mình nghe đoạn nhé. Để âm lượng mỗi bên khoảng 45%. Kèn lắp lên cũng khá đẹp anh em. Cái họng Yamaha này họng chép cho nên anh em mình ghép với củ chép JBL rất là tốt anh em nhé. Nó gọn gàng hơn là họng 2345. 2345 nó rộng tới 6 người lận. À, anh em nào có nhu cầu những cái đồ như này liên hệ với em nhé. Zalo 0977888588. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.